Có lẽ anh và em ta nên dừng lại. Chào cậu Phong. Có lẽ cậu có muốn kiếm nhiều tiền không? Tôi chỉ cắt cho cậu. Chỉ cần cậu ký vài bộ hồ sơ, vậy là xong. Thôi, ráng lên. Tôi để tin vui từ cậu đó. Anh biết như thế làm em đau. Không phải vì anh đã hết yêu em, mà vì khoảng cách đôi ta quá xa. Người ơi anh xin lỗi vì đã không thể bên em ngay lúc này. Người hiểu em thứ hai rồi đó. Thì không. Chẳng thể nào thay đổi vì chính anh cũng không thể nào hiểu được. Rồi ngày mai sẽ quên anh thôi. Người hiểu cho anh và hãy thứ tha cho anh em nhé.